Đại học Sư phạm Đài Loan, ngôi trường với trang thiết bị hiện đại, quy tụ nhiều sinh viên nước ngoài đến học tập nhất tại Đài Loan, Trung Quốc. Đài Loan rất là tốt. Bạn cũng mong muốn có được cơ hội học tập ở những ngôi trường như thế này, nhưng bạn lại không có ngoại ngữ tốt, không có điều kiện kinh tế, hay đơn giản tuổi bạn không còn trẻ nữa. Bạn mong muốn học để phục vụ tìm việc ngay khi ra trường. Đài Loan, Trung Quốc với nhiều lựa chọn có thể là gợi ý cho bạn. Theo báo cáo mà Tổng hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam gửi đến Văn phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam giữa năm 2017, thì tỷ lệ doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam chiếm tới 30% toàn khu vực châu Á. Doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam có lãi và mong muốn đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó chú trọng đến giáo dục, du lịch, công nghệ cao và năng lượng sạch. Về phía Việt Nam, hiện nay trong khu vực ASEAN, Đài Loan Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 5 và là nhà đầu tư lớn thứ 4. Tuy nhiên, doanh nghiệp Đài Loan cũng nêu rõ một thực tế đang tồn tại, đó là doanh nghiệp Đài Loan vẫn đau đầu với tình trạng lao động sau tuyển dụng phải đào tạo lại lưu ở tỷ lệ cao, lao động chất lượng cao không nhiều, doanh nghiệp có muốn chuyển giao công nghệ cũng mất thời gian dài. Phía Việt Nam thì lao động nhiều về số lượng nhưng chất lượng còn nhiều hạn chế. Sự xa rời giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp là yếu tố chính tạo nên thực trạng này. Từ thực tế đó, mô hình đào tạo chuyên ban vừa học vừa làm, đào tạo dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp và trường đại học đã bắt đầu được triển khai mạnh trong hơn một năm qua. Những lớp học sinh đầu tiên đã đến Đài Loan, Trung Quốc. Bạn Gây đến từ Kiên Giang. Trước kia, Gây dự định học xong ở Kiên Giang một cái nghề rồi xin đi làm để có thu nhập. Nhưng biết đến dự án kêu xin du học tại Đài Loan, Gây đã mạnh dạn nộp hồ sơ và cơ hội đã đến với Gây. Đây là lớp học chuyên ban vừa học vừa làm của trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân, Đài Trung. Các bạn ở trong lớp này, phần lớn đều có xuất phát điểm 3-0 như Gây, không việc làm, không thông thạo ngoại ngữ và không có kinh tế, nhưng cơ hội du học đã đến với các bạn. Thực ra thì lúc đầu tụi em cũng cảm thấy rất là khó khăn bởi vì ngôn ngữ bất đồng á chị. Xong rồi nhưng mà cũng nhờ các vị giảng sư, các thầy cô cũng tận tình giúp đỡ, cũng có một số vị trợ giảng. Lúc đầu thì cũng có phiên dịch cho tụi em, xong sau này từ từ tụi em có thể nghe hiểu rồi thì mọi người mới là giảng ra không phiên dịch nữa để cho tụi em tự học. Em cảm thấy cũng rất là tốt bởi vì tất cả các trang thiết bị thì đều có, như máy giặt, máy sấy hoặc là tủ lạnh, đèn học cũng vậy. Đèn học thì tụi em cũng đã được lắp sẵn rồi. Ở bên đây môi trường rất là tốt, có thể phát triển rất là tốt. Sau này về Việt Nam thì cũng có thể là tìm được một công việc tốt hơn. Đại học Kỹ thuật Minh Tân nằm trong khu công nghệ cao Tân Trúc thuộc thành phố Đài Trung, là một trong những ngôi trường có uy tín bậc nhất tại Đài Loan trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật, với 21 chuyên ngành trực tiếp liên kết với các doanh nghiệp để sinh viên thực tập và làm việc. Em cũng muốn tìm hiểu về cái ngành điện quang của mình, tại vì ngành điện quang thì ở Việt Nam hiện tại thì chưa có phát triển bằng hơn ở Đài Loan, với lại là ở Đài Loan thì cái trình độ khoa học kỹ thuật của nó rất là cao, rất là tiên tiến. Vừa học vừa làm thì em có thể vừa học và có thể vừa làm để trang trải tiền học phí, không cần phải ba mẹ không cần phải tốn kém tiền để lo cho em. Chương trình này là mình học 6 tháng học và 6 tháng thực tập. Thực tập tại nhà máy, thực tập những cái ngành mà mình liên quan đến ngành mình học thì nhà máy sẽ trả lương cho mình. Chúng tôi rất chú trọng đến đào tạo đi liền với thực hành. Chúng tôi nhận thấy rằng đào tạo nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội.
Mô hình chuyên ban mà Đài Loan phối hợp cùng với các trường địa phương Việt Nam triển khai đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy hoạt động giao thương kinh tế hai chiều. Các doanh nghiệp luôn cần có lao động chất lượng cao, nhưng học sinh, sinh viên thì không hiểu doanh nghiệp cần trong lĩnh vực nào, làm sao để có kiến thức, kỹ năng. Bởi vậy, những lớp chuyên ban vừa học vừa làm sẽ giúp hoạch định rõ hơn và đáp ứng chúng vào vấn đề này. Tôi tin rằng tương lai có thể thắt chặt hơn trong hợp tác để đào tạo. Ngoài trường Minh Tân, thì trường Đại học Kỹ thuật Chinyi nằm ở thành phố Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc cũng là một trong những trường đầu tiên thúc đẩy và thực hiện mạnh mẽ gắn giáo dục với nhu cầu doanh nghiệp, mạng lưới kết nối rộng khắp. Ngôi trường có diện tích 320.000 m², thành lập năm 1971, mục tiêu hướng tới xây dựng đại học kỹ thuật chất lượng cao, đào tạo đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu của quốc tế. Hiện trường Đại học Kỹ thuật Chinyi có 5 học viện với 14 chuyên ngành, 12 trung tâm nghiên cứu, 2 trung tâm giáo dục và 17 phòng thí nghiệm chuyên ngành. Liên tục trong nhiều năm đạt được những danh hiệu, giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế. Gần đây nhất là năm 2017, lần thứ 2 được Hiệp hội Kỹ sư Trung Quốc công nhận là trường có hợp tác với doanh nghiệp tốt nhất. Cũng trong năm 2017, những phát minh của trường đã đạt được nhiều giải vàng, giải bạc tại các triển lãm về sản phẩm mới và phát minh mới tổ chức tại Mỹ và Đức. Quan trọng nhất trong quá trình đào tạo đó là sinh viên ra trường phải làm được việc, chứ không phải học lý luận trên ghế nhà trường. Từ làm được, trí sáng tạo và phát minh ra những điều mới mẻ được khai mở. Trường của chúng tôi có 14 khoa đào tạo thì đều tập trung vào trọng tâm giáo dục này. Doanh nghiệp cần nhân tài ở lĩnh vực nào, trình độ nào, kỹ năng gì, đó là nền tảng để chúng tôi hoạch định trong đào tạo. Chúng tôi có kết nối với khoảng 500 doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Ngay vùng quanh trường là 8 khu công nghiệp. Nhiều khoa đào tạo, chúng tôi triển khai mạnh mô hình đào tạo chuyên ban. Mô hình đào tạo chuyên ban tức là mô hình vừa học vừa làm. Nhà trường kết hợp với doanh nghiệp để hiểu về nhu cầu thực tế sử dụng lao động. Giáo trình đào tạo do nhà trường thiết kế riêng. Học sinh học tập trong vòng từ 2 năm đến 4 năm. Trong một năm học có 6 tháng học lý thuyết và sẽ có 4 tháng làm việc tại chính công xưởng, nơi tương ứng với ngành học sinh đăng ký. Học sinh có thể chưa từng trải qua đào tạo chuyên môn và thậm chí là ngoại ngữ. Các trường sẽ hỗ trợ đào tạo. Trong năm đầu tiên triển khai mô hình chuyên ban, chúng tôi thiết kế giáo trình riêng cho người nước ngoài. Một năm học ngôn ngữ là nền tảng quan trọng, các môn chuyên ngành ít hơn, sau đó là tăng dần. Sau khi kết thúc 4 năm học, sinh viên có thể được nhận làm tại doanh nghiệp Đài Loan hoặc trở về Việt Nam làm việc. Khi sinh viên đã có một nền tảng về ngôn ngữ và kỹ thuật thì hoàn toàn có thể thích ứng. Chúng tôi căn cứ vào thành tích học tập cấp 3 hoặc do doanh nghiệp đề xuất đào tạo. Sau năm thứ nhất, thứ hai, các bạn bộc lộ rõ và có thành tích tốt thì các học bổng, gồm cả học bổng của trường và doanh nghiệp sẽ được dành cho các bạn đó. Cơ chế học bổng cho học sinh cũng rất mở rộng. Ngoài ra, khi làm việc tại các công xưởng, sinh viên còn được trả lương theo công sức của mình. Một tuần thì bọn em đều có hoạt động ngoại khóa vào tối thứ tư và rất nhiều hoạt động khác. Nói chung là em cảm thấy rất là thích. Ngoài cái giờ học ở trên lớp thì nhà trường có tạo điều kiện cho bọn em một cái lớp học tiếng Trung. Cái lớp đấy không mất tiền. Đây học năm thứ nhất, năm thứ hai không phải đóng học phí. Và trong thời gian em học 2 năm đấy, mà em ở đây có nghĩa là 4 năm thì mỗi năm đều có học bổng. Và nếu như bọn em thi qua được 65 điểm thì bọn em sẽ có cái học bổng ngoài lề, có nghĩa là không liên quan đến học phí. Cái điều kiện như thế dành cho bọn em thì rất là tốt, tại vì là cũng ngoài cái việc học ra là vẫn còn có học bổng cho bọn em để bọn em có thể cố gắng hơn. Giống như những các hoạt động thì những người nước ngoài là phải đăng ký tham gia, nhưng đây nhà trường tự đăng ký cho bọn em hết, đến ngày bọn em chỉ được đi thôi. Trường có miễn cho bọn em 2 năm học phí không phải đóng, còn năm thứ hai bọn em có thể được đi đến trường giới thiệu bọn em đến các công xưởng để thực tập vào các cái chuyên ngành của mình, được thực tập ở đó, vừa thực tập vừa làm. Em thấy với lại trường Chinyi cũng rất nổi tiếng ở Đài Trung này, nên em đã lựa chọn ngôi trường. Với những học sinh như Nhung hay Hưng hay nhiều bạn ở các vùng nông thôn, không ngoại ngữ, không chuyên môn, không điều kiện kinh tế, thì mô hình đào tạo chuyên ban này là một cơ hội lớn cho các bạn thực hiện ước mơ du học.
Khác với các bạn trẻ 3.0, anh Huy đã được đào tạo tại Việt Nam và hiện đang giảng dạy tại Đại học Đà Lạt. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và từ thực tiễn giảng dạy, anh Huy mong muốn có cơ hội du học để nâng cao tay nghề và quan trọng là phát triển công trình nghiên cứu của mình về xử lý nước thải. Tuy nhiên, nhiều năm anh không tìm được vì các khóa học tại phương Tây hay Mỹ thì cũng khó, học bổng không nhiều, trong khi chi phí đắt đỏ, đi lại xa xôi. Sau khi cân nhắc kỹ thì Đài Loan là điểm đến anh lựa chọn. Tôi nhận thấy rằng cái điều kiện sống và văn hóa ở đây nó khá giống với Việt Nam mình. Và cái mức sống thì về cái điều kiện sống ở đây nó khá giống với môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là về điều kiện sống. Thứ hai, về điều kiện học tập nghiên cứu thì ở đây rõ ràng là cái điều kiện để tiếp cận với lại khoa học công nghệ, nhất là các cái khả năng tiếp cận với những công nghệ mới thì ở đây có vẻ nhanh hơn Việt Nam mình. Cái đó là một sự thật mà chúng ta nhìn thấy. Và khi đa số người Việt khi mà chọn hướng đi du học, nhất là theo ngành kỹ thuật, thì chúng ta cần phải hướng đến một cái là lĩnh hội, học được những cái công nghệ mới để quay về phát triển đất nước. Tôi nghĩ rằng cái đó là phù hợp. Chính sách của trường rất là rõ ràng. Cá nhân tôi thì nhận được 2 học bổng cũng thông qua trường, và học bổng thứ nhất là học bổng do trường. Học bổng của trường thì trường cung cấp cho toàn bộ bao chọn học phí 1 năm. Mỗi tháng mình phải đóng 12.000 tiền học phí, tiền đài đó. Thì 12.000 này trường đóng hoàn toàn cho mình. Ngoài ra trường cung cấp sinh hoạt phí cho mình 12.000 tiền đài một tháng. Ngoài ra tôi nhận được học bổng của chính phủ Đài Loan cung cấp cho giảng viên trẻ tài năng. Thì với học bổng này tôi nhận được thêm mỗi tháng thêm khoảng 14.000 nữa. Thì cuộc sống rất là thoải mái. Tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc, các thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học tương ứng theo đề tài sinh viên đề xuất luôn được cung cấp đầy đủ. Về cái ngành mình đang học ở đây hiện tại là xử lý nước, và cụ thể là dùng màng để xử lý nước. Màng ở đây không phải là màng với kích thước lớn như là các cái sông sét ở Việt Nam, mà màng ở đây là kích thước micromet hoặc là nanomet, tức là công nghệ nano, là công nghệ rất tiên tiến và được nhu cầu sử dụng rất lớn ở các nước phát triển như là Mỹ hoặc nước châu Âu. Thì với cái hiện tại thì mình đang cố gắng để mà giúp giáo sư tạo ra một cái màng, bởi vì hiện tại trên thị trường thì màng bán với giá rất là đắt, màng với kích thước nano thì bán rất là đắt, nên là bây giờ đang cố gắng để mà tạo được cái màng bằng những cái hóa chất ở phòng thí nghiệm kiểu như lab scale, thì nó sẽ đỡ tốn kém hơn rất là nhiều. Và mình hy vọng sau khi nếu như mình thành công ở đây thì có thể đem cái công nghệ đó về Việt Nam để mà giúp đỡ Việt Nam về việc xử lý nước. Chương trình học của thạc sĩ ở đây thì diễn ra trong vòng 2 năm. Và mức học bổng hiện tại ở đây là giáo sư chu cấp mỗi tháng là được 10.000 tệ, tương ứng với gần 7 triệu đồng Việt Nam. Và rất là, nói chung là rất là đầy đủ trong việc chi tiêu ăn ở hoặc là phương tiện đi lại. Trường Đại học Công nghệ Đài Bắc là trường đại học hàng đầu Đài Loan về đào tạo, nghiên cứu công nghệ điện tử với 6 học viện, 19 khoa và 26 trung tâm nghiên cứu. Mục tiêu đào tạo của nhà trường là khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tế của thời kỳ 4.0. Lĩnh vực mà trường tập trung nghiên cứu là kỹ thuật số, công nghệ xanh, xe điện, công nghệ cảm ứng. Tất cả các ngành nghiên cứu này đều gắn với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp. Bởi vậy, nhà trường và doanh nghiệp đã cùng bắt tay thiết kế xây dựng phòng thí nghiệm. Điều này khiến cho sinh viên trước khi ra trường đã phần nào quen với mô hình vận hành và yêu cầu công việc của doanh nghiệp. Mô hình kết nối đào tạo này đã đem lại kết quả thực tiễn, TV thông minh, kỹ thuật tương tác giữa người và máy tính, TV, kỹ thuật truyền dữ liệu, nhà máy thử nghiệm ứng dụng phần mềm, màn hình cảm ứng phân tích dữ liệu của ô tô. Những công trình nghiên cứu của Đại học Công nghệ Đài Bắc đã được ứng dụng trong sản xuất và phục vụ đời sống con người. Các bạn có thể lên trang web chính thức của trường để tìm hiểu cách xin học bổng, hoặc như bạn Nhân là liên hệ trực tiếp với giáo sư có hạng mục nghiên cứu để xin cấp học bổng từ giáo sư. Như vậy, nếu bạn là người trẻ với 3.0, không việc làm, không thông thạo ngoại ngữ và không có kinh tế, hay bạn đã ngoài 40 tuổi như anh Huy, thì cơ hội du học, tìm kiếm những tri thức mới vẫn rộng mở. Mặc dù mô hình lớp chuyên ban, tức là vừa học vừa làm, mới phát triển mạnh mẽ tại Đài Loan, Trung Quốc trong 2 năm trở lại đây và mới có những lớp học sinh đầu tiên theo học, nhưng nó đã bộc lộ những ưu thế, đó là doanh nghiệp sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao.
giáo dục đi vào thực chất và cơ hội học tập trong điều kiện tốt được đến với mọi người, tất cả các bên đều có lợi. Hiện tại, mô hình chuyên ban mới chỉ được áp dụng trong các ngành đào tạo, nghiên cứu về kỹ thuật công nghệ. Trong tương lai, các ngành dịch vụ, du lịch cũng sẽ được mở rộng. Trước mắt, các trường vẫn đẩy mạnh về thực tập trong công tác giảng dạy. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, thì Đài Loan, Trung Quốc thuộc nhóm 5 thị trường đưa khách du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam. Ngược lại, khách Việt Nam đi du lịch Đài Loan, Trung Quốc gần đây tăng với tốc độ cao. Trong 10 tháng năm 2017, khách Đài Loan đến Việt Nam là 512.832 lượt, đã vượt tổng khách Đài Loan đến Việt Nam năm 2016. Khách Việt Nam đến Đài Loan tăng với tốc độ trên 100%. Trong xu hướng phát triển này, thì đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ là rất cần thiết. Các bạn có thể tham khảo trường đào tạo ngành này trong clip sau đây. Đại học Y tế và Du lịch có 6 khóa đào tạo khác nhau và một trung tâm nghiên cứu. Trường chú trọng chất lượng đào tạo, nhưng quan trọng hơn đó là khơi gợi niềm cảm hứng học tập thông qua thực hành. Tôi rất thích. Vì sao ư? Trường tạo một không khí học tập thoải mái, lấy sự thư thái để truyền dạy và kích thích sinh viên học tập. Giống như là đem đến cho mình một cơ hội mới. Trường có hệ thống trang thiết bị và các giáo viên rất nhiệt tình. Tôi có thể học bất kể thứ gì tôi muốn tại môi trường này. Để học sinh có được kinh nghiệm giống hệt như thực tế, sinh viên trực tiếp tham gia vào các lớp học được thiết kế như khách sạn với các đẳng cấp khác nhau, nhà bếp, casino và các tình huống được mô phỏng như thật. Tôi học được rất nhiều kỹ năng, đó là cần thiết để tôi lập nghiệp. Các giáo viên thường họ mong muốn được chia sẻ từ chính kinh nghiệm của bản thân. Điều quan trọng đó là khi bạn thử, khi bạn trải nghiệm trong những mô hình như thật, bạn có thể hiểu được ngành nào thực sự phù hợp với mình, ngành nào mình thích gắn bó với nó. Trong ngành du lịch dịch vụ, có nhiều hạng mục và tôi có cơ hội để lựa chọn. Giáo dục Đài Loan, Trung Quốc được đánh giá là một nền giáo dục chất lượng cao ở châu Á. Môi trường học tập ở Đài Loan thân thiện, chất lượng đẳng cấp châu Á. Một số trường đạt đẳng cấp thế giới, chi phí thấp, nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu rất phù hợp với điều kiện của du học sinh Việt Nam. Bởi vậy, để đem đến cơ hội nhiều hơn cho sinh viên Việt Nam, nhiều trường đã chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các trường tại Đài Loan. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong số đó. Chúng tôi thấy rằng là hợp tác với các trường đại học của Đài Loan có một số thuận lợi. Thứ nhất là về khoảng cách, thứ hai là về văn hóa, cái thứ ba là trong thời gian gần đây thì chương trình đào tạo của các trường đại học Đài Loan, đặc biệt là một số trường hàng đầu, được cải tiến rất mạnh, và một số trường đại học của Đài Loan có cái sự thăng hạng rất rõ trong các bảng xếp hạng quốc tế. Chúng tôi cũng được biết các trường đại học của Đài Loan có nhiều cái đổi mới trong chương trình đào tạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng kinh tế số, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc hình thành các cái chương trình đào tạo mới. Và tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì chúng tôi cũng rất muốn mở các cái ngành đào tạo về kinh tế liên quan tới áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ để đáp ứng với cái sự thay đổi rất nhanh chóng về thị trường lao động của Việt Nam đang trong bối cảnh toàn cầu hóa. Thì lần này chúng tôi sang có ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Á Châu. Đại học Á Châu là một trường đại học nằm ở quận Wufeng, Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc. Được thành lập năm 2001, nó cung cấp các môn học về y tế và khoa học y khoa
khoa học máy tính và kỹ thuật điện, thiết kế sáng tạo, quản lý, nhân văn và khoa học xã hội. Đại học Á Châu xếp hạng 53 trong năm 2014 The BRICS và các nền kinh tế đang nổi lên, xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Xếp hạng 670 trong năm 2015 THE, Times Higher Education. Xếp hạng của 800 trường đại học tốt nhất trên thế giới. Xếp hạng 83 vào năm 2014 THE, Times Higher Education. Xếp hạng của 100 trường đại học châu Á tốt nhất. Các ngành đào tạo, công nghệ điện tử, quản trị kinh doanh, khoa học nhân văn và xã hội và thiết kế sáng tạo. Hiện tại, Trường Đại học Á Châu của Đài Loan và Đại học Kinh tế Quốc dân của Việt Nam đã xây dựng cơ chế trao đổi sinh viên và trao học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập tốt. Trong buổi tọa đàm hợp tác nhà trường và doanh nghiệp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc vào cuối quý 3 năm 2017 đã chỉ ra rằng sự dịch chuyển mạnh mẽ của nhiều công ty Đài Loan từ Trung Quốc sang Việt Nam sẽ đem đến cơ hội nhiều hơn cho lao động Việt Nam. Nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực như dệt may, giày dép hay điện tử tăng vô cùng lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng nhấn mạnh tiêu chí tuyển dụng như ứng viên phải biết tiếng Trung, tiếng Anh, được đào tạo chuyên nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, kỹ năng mềm tốt, có trách nhiệm và có năng lực tiếp thu kiến thức để nâng cao trình độ. Bởi vậy, cơ hội học tập theo mô hình chuyên ban, tức là vừa học vừa làm, kết nối giáo dục và nhu cầu doanh nghiệp sẽ là cầu nối để ai, ở điều kiện nào cũng có cơ hội học tập và cơ hội việc làm. Tất nhiên, không thể thiếu sự nỗ lực của chính bản thân. Dưới đây là một số thông tin để giúp các bạn tìm và xin học bổng tại các chương trình đào tạo chuyên ban tại Đài Loan. Đối tượng, các bạn nam nữ tuổi từ 18 đến 28, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đủ điều kiện sức khỏe và không bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan, chưa từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, ngành nghề và chương trình đào tạo, điện cơ, điện tử, cơ khí, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, thẩm mỹ làm đẹp, đóng gói thực phẩm du lịch, quản trị nhà hàng, khách sạn. Hồ sơ du học bao gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ cấp 3, photo công chứng, sổ hộ khẩu, photo công chứng, sơ yếu lý lịch có xác minh của địa phương, giấy khai sinh bản sao, hộ chiếu gốc, giấy xác nhận lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. Phương thức tìm cơ hội du học, các bạn hãy thường xuyên đọc thông báo trên trang web của các trường hoặc thường xuyên tìm hiểu thông tin tại sở giáo dục hoặc ủy ban nhân dân địa phương, vì các trường sẽ liên kết trực tiếp với cơ quan quản lý giáo dục địa phương để triển khai chương trình tuyển sinh đào tạo này. Liên hệ với các trung tâm có uy tín và được cấp phép về hoạt động du học để tìm kiếm thông tin. Chương trình Con đường trí thức tuần này hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.